Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2016, tức là ngày bầu cử Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế Minh Quốc đào chim bằng gỗ hương đá gồm có 6 thứ. Bộ này cột 12. Thứ nhất, trên màn hình quý vị đây là hai chiếc ghế đơn cộng một chiếc bàn to và một chiếc đoạn dài đây quý vị đang thấy trên màn hình. Tiếp theo là chiếc đôn trà. Đôn trà chúng tôi để ở bên cạnh ở giữa hai cái ghế đơn. Và tiếp theo nữa là chiếc đôn thấp. Bộ bàn ghế này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng làm theo đơn đặt hàng của khách hàng, đó là chú Sơn, chú ở Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội, cách đồ gỗ Thành Luân chúng tôi tầm khoảng 8 km về hướng cầu Rẽ. Quý vị đang thấy trên màn hình này, bộ Minh Quốc đào chim bằng gỗ hương đá cột 12 gồm có 6 thứ. Bộ này chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng ở Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội. Bây giờ đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng xin giới thiệu sơ qua trước tiên là bộ bàn ghế này chúng tôi làm rất kỹ và cẩn thận. Và bây giờ đi vào đường nét chi tiết, chúng tôi xin giới thiệu chiếc đoạn dài trước. Chiếc đoạn dài nó có kích thước là 1m97 và hàng lục lọi, không có một tí tì vết gì cả. Đồ gỗ Thành Luân tôi là nói về sở trường về gỗ hương đá thôi. Vì thấy đây là mặt đoạn này, đầu tiên chúng tôi để này nhưng mà khi đánh lên thì nó rất đẹp. Nực chuẩn bị lấy cái rẻ lau qua tí nhá. Để đi vào đường nét chi tiết của cái chương. Chương này vì sao chúng tôi gọi bộ ghế này là ghế đào chim. Đây, đây là một chú chim đây và các quả trái đào đây. Quý vị thấy đây. Và bộ bàn ghế này thì là vân cũng rất đẹp. Khi đánh lên nó cực kỳ lổi. Chúng tôi lia máy rất từ từ để quý vị thấy được. Và về cái độ dày đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm cũng rất dày dặn. Đường nét đục chạm rất tinh xảo. Quý vị thấy đó là chiếc đoạn. Bây giờ chúng tôi chỉ cần dấp qua cái nước này, quý vị thấy được máy đâu ấy, vân nổi lên rất đẹp. Đi đâu ấy, vàng nước vân rất đẹp hả? Mày cứ vào nước tao cho mày áo, mày đã thiếu gì áo. Quý vị đang thấy đây trên màn hình này, chúng tôi mới lau nước và vân nó lên rất đẹp. Chủ nhật nghỉ à? Ừ, vào uống rượu đi. Ờ, vào trước đi, vào đi. Lấy xe tao mà đi. Đâu đi bộ. Lấy xe này mà đi này, xe vứt vứt đây tao đang nằm ở đây này. Lấy xe mà đi. Đây. Vị đang thấy đây trên màn hình này. Bộ gồm có 6 thứ. Hai cái đơn. Thôi được rồi, thế thôi. Tôi cũng là chỉ tạm thời lau cái nước lên để lổi cái vân gỗ lên, vị thấy chưa? Được nét đục chạm rất tinh xảo. Ở đây hai chiếc ghế đơn này chúng tôi là dự là quay này chiều này là nó hơi trái sáng nên quý khách nhìn nó không được thấy rõ. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 22 tháng 5 2016. Ờ, vào trước đi. Ừ, có vào không? Có vào đi, cứ vào trước đi. Vào đang dở đó. Cứ vào trước đi. Đây, quý vị đang thấy đây, trên màn hình này. Hai chiếc ghế đơn này là Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 22 tháng 5, là ngày bầu cử của toàn quốc. Các cử tri đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng vừa mới đi bầu cử xong về, chúng tôi quay video clip này để giới thiệu quý vị. Quý vị thấy được bộ bàn ghế độc đáo này, bộ Minh Quốc đào chim này
gồm có 6 thứ. Bộ này chúng tôi cũng làm cho khách hàng ở phố Quạt, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội. Ở đây, đường nét chi tiết của ghế đơn này, quý vị thấy đây, rất đặc sắc. Những cái trường đục rất đẹp. Và bây giờ cũng là giờ trưa rồi, nên là đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng xin phép được dừng video clip tại đây. Và xin trân trọng cảm ơn quý khách. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình đây, hoặc với địa chỉ đây. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip lần sau. Tôi xin giới thiệu chân, chân đục rất đẳng cấp. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khách.